Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình Android bằng Kotlin Giải bài tập Kotlin số 28 Bài tập yêu cầu các bạn viết chương trình in ra số lớn thứ hai và số nhỏ thứ hai trong list Và thứ hai là chúng ta sẽ in ra vị trí index của những số đó Đề bài thì cũng khá là dễ hiểu thôi Giả sử các bạn có list là 1, 2, 3, 4, 5 như này Các phần tử là một số nguyên và Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra cái số lớn thứ hai trong cái list này thì số lớn nhất là số 5. Số lớn thứ hai sẽ là số 4. Đúng không ạ? Số nhỏ nhất là số 1. Và số nhỏ thứ hai sẽ là số 2. À, bây giờ các bạn sẽ mở Inteligy. Chúng ta cùng code nhé. Chuột phải vào src này. New. Calling class file. File này. Hôm nay là bài tập 28 phần lít. Đây bài này. Mena tab. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái lít luôn đi Để chúng ta đỡ phải cái thao tác nhập lít đúng không ạ? Thập nhập lít thì các bạn biết rồi mà để chúng ta tự tạo ra nhá Thay vào một cái lít m Mu lít là các phần tử nguyên In Bằng mutable list lít Up Đấy, Bây giờ các bạn tử các bạn nó sẽ truyền vào như này Các bạn truyền giống mình nhá để chúng ta ra kết quả giống nhau nhá một này hai này năm này một này hai này 4 này 8 này 7 này 8 này 10 này 10 này đó mình cố tình để 2 số 1 để 2 số 2 để 2 số 8 để 2 số 10 Ừ còn nhập nó giống nhé để chúng ta sẽ làm giống nhau cùng nhau bên ta sẽ print ra cái thằng danh sách m danh sách m là bằng đi ở đây sẽ là cộng m để ta xuất danh sách ra thôi đăng này Đây là danh sách mở của chúng ta này. Thì giờ, bài này có nhiều cách giải. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để chúng ta có thể ôn lại nhiều kiến thức nhất trong phần list. Để chúng ta thành thạo hơn nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một cái list trung gian, clone một list. Một list clone. Clone tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái list mới giống y xì list cũ. Nhưng mà khi chúng ta thao tác trên list mới thì nó chỉ ảnh hưởng đến list mới thôi. Còn nó không ảnh hưởng đến list cũ. Còn nếu như bình thường các bạn khai báo 3M2 bằng M như này Gắn thẳng bằng dấu bằng như thế này Thì khi các bạn thay đổi thằng M2 Thì thằng M cũng bị thay đổi theo Chúng ta thử nhá Print này Print thằng Đây bây giờ mình sẽ thay đổi thằng M đi M2 chấm remove Mình thử xóa một phần tử Remove thằng 1 đi Đấy Bây giờ chúng ta sẽ in thằng M2 và thằng M ra xem M này Căn chỗ D này M2 này Rõ ràng là chúng ta khai báo M2 bằng M và chúng ta mong muốn rằng là M2 xóa M2 thì thằng M vẫn phải còn nguyên đúng không? Chạy thử nhé. Lưu ý cái này không là chúng ta sẽ bị nhầm và chúng ta sẽ làm sai bài toán mất. Các bạn nhìn này. Ban đầu M chúng ta bằng như này. Đúng chưa? Có số 1. Bây giờ chúng ta tạo ra thằng M2 bằng M và chúng ta xóa phần tử 1 ở trong thằng M2. Nhưng khi chúng ta in thằng M và thằng M2 các bạn thấy giống hệt nhau không? Đó. Cái phép gán như này này là nó sẽ truy cập đến cùng một ô nhớ. Thằng này ban đầu là một ô nhớ, chẳng hạn như mình gọi nó là A đi, đúng không? Thì bây giờ khi các bạn gán M2 bằng M thì M2 bằng M nó vẫn lấy từ cái ô nhớ A đó. Tên biến thì khác nhau nhưng mà sử dụng cùng một ô nhớ. Nó vẫn lấy từ cái ô nhớ A đó cho nên khi các bạn thay đổi thằng M2 thì thằng M1 cũng thay đổi theo luôn. Nó giống như kiểu các bạn ở chung phòng trọ, bây giờ có cùng một cùng một thùng gạo vậy. Đó, bây giờ ông này ông ăn thì chắc chắn là gạo của ông kia cũng mất nó kiểu như thế nhé còn nếu các bạn muốn cờ thực tế là chia đôi ra thằng nào của thằng đấy dùng thì chúng ta sẽ sử dụng là m chấm tu à, thêm cái thằng tu vào đây nhá à ok mình sẽ căn chỗ z lại để chúng ta thử lại cái này m chấm tu đấy bây giờ chúng ta xóa thằng một nhé xóa trong m 2 đúng không chạy lại này để các bạn nhìn khác biệt này Đấy các bạn thấy không? Thằng ban đầu chúng ta in thằng M ra này, nó vẫn có số 1 này. Đúng không? Nhưng cái thằng M2 chúng ta xóa đi phần tử 1 rồi, cho nên nó bị mất số 1. Và lúc này hai cái lít này hoàn toàn tách biệt nhau. Nhá, chú ý này. Bây giờ chúng ta tạo ra cái lít M2 và chúng ta sắp xếp nó M2 chấm sọt là sắp xếp tăng dần đúng không? Vì chúng ta sẽ in thằng M2 ra để chúng ta nhìn này đó thì các bạn thấy thằng m ban đầu chúng ta là xếp lộn xộn như này thằng hai chúng ta đã sắp xếp theo chiều tăng dần rồi và khi sắp xếp tăng dần như thế này rồi thì có phải là cái thằng m 2 tại không chắc chắn là số nhỏ nhất không mà thằng m 2 tại sai m hai chấm sai trừ đi một chính là thằng lớn nhất rồi chúng ta sẽ in thằng m 2 tại không để các bạn nhìn m 2 tại không và thằng M2 tại M2 chấm sai trừ 1 rồi có bạn nào đang bị mắc chỗ này không không hiểu chỗ này không M2 chấm sai ra cái gì nào Ở tất cả những cái trường hợp sau này các bạn đi xem cốt người khác cốt đấy các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn có thể in luôn thằng đấy ra để các bạn đoán nhé đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sau này đọc cốt người khác và không hiểu chưa rồi này M2 chấm sai chúng ta không hiểu nó ra cái quái gì thì bây giờ chúng ta in thử luôn đi Đầu tiên là thằng print M2 này chính là cái này đúng chưa Tiếp theo là M2 tại 0 chính là thằng M2 tại vị trí index 0 thì ra số 1 đây rồi đúng không? Print M2 tại size thì ra 11 M2 chấm sai thì ra kích thước của lít Hay nói cách khác là số phần tử của lít Được chưa M2 tại vị trí index thì chúng ta sẽ xuất được ra giá trị tại vị trí index Đây là M2 tại 0 này ra 1 Được chưa và cái này nó có 11 phần tử. 11 phần tử này bắt đầu từ đếm vị trí là số 1. Đúng không ạ? 2, 3, 4. Vị trí bắt đầu từ 1 đến hết. Còn index chúng ta lại bắt đầu từ 0. Mình nhắc đi nhắc lại chỗ này. Index bắt đầu từ 0 cho nên thằng phần tử cuối cùng của list luôn luôn sẽ bằng kích thước trừ đi 1. Như vậy chúng ta sẽ xuất được ra giá trị cuối cùng trong list tại vị trí index là 11 trừ 1. Tức là vị trí số 10 ấy, sẽ bằng, bằng 10 không tin các bạn đếm lại này 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 ít đích bằng 10 mà đúng không Đấy, như vậy là chúng ta có cái thằng lớn nhất và thằng nhỏ nhất rồi Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gán thằng lớn nhất nhỏ nhất và này thằng min thì bằng gì m2 tại tại 0, và chỗ d này thằng mắc thì bằng gì Max sẽ bằng thằng M2 tại M2 chấm sai trừ đi 1 Đấy thích kỹ chỗ này rồi đúng chưa Rồi Bây giờ chúng ta sẽ in ra thằng À thôi mình sẽ bỏ thằng min và max đi này, Ý tưởng như này Chúng ta sắp xếp này Sau đó chúng ta bỏ đi thằng lớn nhất Bỏ đi thằng lớn nhất Thì có phải là cái thằng còn lại Nó sẽ là Nhỏ thứ hai và lớn thứ hai ở trong trong list này không đó xóa nhá chúng ta sẽ dùng y này y mở ngoặc này trong khi mà thằng m2 mà còn chứa tức là content thằng min thì chúng ta sẽ xóa thằng m2 chấm remove min rồi phải thích lại đoạn này này m2 content min có nghĩa là kiểm tra xem m2 có chứa thằng min không thằng min thì có giá trị rồi đúng không ạ thằng min thực tế sẽ ra là một xem là m 2 có chứa một hay không nếu trong khi mà m 2 còn chứa một thì chúng ta sẽ xóa cái thằng giá trị min đó xóa số 1 đó ở trong cái m 2 đi tương tự thằng mắc này rồi cứ từ từ thông tí nữa chúng ta sẽ nhìn lại cả bài toán chúng ta sẽ hiểu nhé các bạn cứ hiểu từng đoạn một đã thông tí mình sẽ giải thích tổng thể lại một lần sau rồi xóa thằng mắc đi đúng không ạ trong khi mà thằng mắc còn nằm trong M2 thì chúng ta xóa giá trị mắc đi bây giờ print line in ra giá trị ở cái danh sách M2 sau khi xóa mắc min đây là cộng với M2 chạy này đó thì các bạn thấy là danh sách M2 sau khi xóa đi thì chúng ta chỉ còn như này thôi mất mất thằng mắc và thằng min rồi ở trên này mình sẽ in lại thằng M2 để các bạn dễ nhìn. Screen nhá. M2 bằng cộng M2. Để chúng ta so sánh thôi mà. Sau khi sắp xếp ấy nó này. Đây, M2 sau so sắp xếp thì nó như này, đúng chưa? Bây giờ chúng ta xóa thằng min và xóa thằng max đi thì nó mất bốn cái giá trị này, mất hai giá trị 1 và hai giá trị 10. Thì có phải là còn cái này không? Còn cái này thì bây giờ M2 tại 0 lúc này thì chính bằng giá trị nhỏ thứ hai ở trong lít cũ các bạn xóa thằng nhỏ nhất và thằng lớn nhất mất đi rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái thằng nhỏ thứ hai và thằng lớn thứ hai mà của cái đầu này đúng không rồi trả lời thôi free line này giá trị lớn thứ hai nhỏ trước nhá nhỏ thứ hai trong lít m khi ban đầu ấy là chúng ta cộng với m2 tại phải không đúng chưa chia thằng số 2 này này rồi giá trị lớn thứ hai trong list m nhớ nhá lớn thứ hai là trong cái list ban đầu này này câu hỏi đề bài trong list đầu này này chúng ta tạo thằng m 2 ra để chúng ta trung gian xử lý thôi rồi tại đâu nào tương tự như thế là vẫn là thằng m 2 chấm sai trừ đi một m 2 lúc này là sẽ là cái này nhá bởi vì chúng ta xóa đi rồi mà xóa trực tiếp trên list. List thay đổi được chưa chạy thử này Run. Đấy các bạn thấy là giá trị có phải nhỏ thứ hai trong list M sẽ là hai không? Lớn thứ hai trong list M là 8 không? không tin nhìn lại cái list này xem. Đấy giá trị nhỏ thứ hai là 8 này, đúng không? Đố tìm được thằng nào nhỏ thứ hai khác nó đấy. Đó. Chúng ta sang đến cái ý là chỉ ra vị trí index của cái số đó. Bây giờ ta tách từng thằng ra một nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ra vị trí index của thằng này trước. Thì chúng ta chỉ cần in ra thôi, print này, print thường nha. Để chúng ta viết nối đuôi cho đẹp thôi. Vị trí index bằng Để tìm được vị trí index thì các bạn sẽ dùng for để duyệt từng vị trí một, duyệt cả cái list này. Kiểm tra xem có thằng nào nó bằng m2 tại không không đúng không ạ? Nếu bằng thì chúng ta in ra thằng y thôi. Này, for này. for y e in m.ind. Đấy. Dùng cái này quá nhiều rồi đúng không? m.ind là chạy từ đầu đến cuối sách, chạy theo index. Rồi mở ngoặc này Chúng ta sẽ in ra thằng gì Nếu đã Nếu nếu thằng M tại Y Tức là phần tử M tại Y Mà bằng thằng M2 tại 0 Tức là nó bằng cái giá trị nhỏ thứ hai trong list gì Đó. Thì chúng ta in ra vị trí index cho thôi Print này Print thằng Y ra Đô la Y Và nhớ thêm sược T để cách nhau Một tab Đúng không Bây giờ chúng ta sẽ cần một thằng print line ở đây nữa nhưng mà mình sẽ không cốt vội để các bạn làm từng bước một để chúng ta hình dung là tại sao chúng ta thêm print line nhá. Lần này. Đó, nó bảo là giá trị nhỏ thứ hai trong list là số 2, đúng không ạ? Và nó duyệt for. Đoạn này nó sẽ duyệt for, for i e chạy từ 0 cho đến cuối danh sách của thằng này. Đúng không? Nó kiểm tra xem có thằng nào bằng 2 không. Thì các bạn thấy là trả về vị trí index 1 và 4 này. 0 này, 1 này, đúng vị trí 1 chưa? Bằng số 2 này. 2 này, 3 này, 4. Có phải là 1 và 4 không? Đó. Thì đấy chính là vị trí index của cái số 2 này. Bởi vì chúng ta duyệt mảng này, duyệt danh sách này. Sau đó chúng ta kiểm tra xem là m tại y có bằng thằng 2 này không này. Đúng không? Đó, sau đó tôi in ra thôi. Thì bây giờ các bạn thấy là thằng print này bản chất nó nó kết thúc chuột là kết thúc câu lệnh là chuột nó nằm ngay sau đít của cái thằng này nên là nó lôi luôn cả cái thằng giá trị lớn thứ hai trong lít M đây này. Nó kéo lên theo, đúng không? Nên là chúng ta cần thêm một print line đây. Đấy, bữa nãy mình bảo rồi. Đấy. Để cho đẹp thôi, lần này. Nó sẽ chuyển thằng ngoài xuống dưới, đúng không? À, thấy chưa? Index bằng 1 4 này và cái dòng kia có thêm print line nên nó xuống dưới. Tương tự với cái vị trí index của thằng lớn thứ hai trong lít thì chúng ta sẽ bê thầy xuống thôi. Ông ấy xuống. Rồi. Bây giờ MI lúc này không phải bằng M2 tại 0 nữa mà sẽ bằng thằng bằng thằng này này. Cứ thằng nào bằng thì chúng ta in in thằng Y ra thôi, đúng không? Chạy nha. Giá trị của thằng M2 tại sai -1 này này nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 8, đúng không? Bằng 8 này, này Thì cái số 8 nó nằm ở đâu? Nằm ở vị trí index số 6 và số 8 ở trong list cũ. Đây, đếm này. 0 1 2, 3, 4, 5, 6 6 đúng chưa 7, 8 8 đúng chưa Số 8 nó nằm ở vị trí index 6 và 8 này Đó Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại bài này từ đầu đến cuối để mình giải thích này Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái list ban đầu Để chúng ta có một cái list để chúng ta xử lý Đúng không Sau đó chúng ta in danh sách để chúng xem In sách xong thì chúng ta sẽ tạo ra một cái list mới clone List cũ để chúng ta thao tác trên list mới không ảnh hưởng đến dữ liệu của list cũ. Sau khi tạo ra một list clone xong thì chúng ta sắp xếp nó. Mục đích sắp xếp để chúng ta biết được giá trị nào là nhỏ nhất và giá trị nào là lớn nhất. Đúng không? Tìm được min và max. Sau khi tìm được min và max rồi, chúng ta xóa đi giá trị min và max của nó đi. Thì lúc này giá trị mà chúng ta có được đan lại này để chúng ta nhìn lại này. Đây, sau khi xóa giá trị min và max thì cái giá trị còn lại của nó tại vị trí index 0 và index m 2 sai 1 Cuối cùng này, này chính là giá trị nhỏ thứ hai và lớn thứ hai trong cái list cũ này. Bởi vì chúng ta xóa lớn nhất, xóa nhỏ nhất đi rồi. Đúng không? Thì nó sẽ ra cái số đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có giá trị lớn thứ hai là m bằng như này. Chúng ta sẽ duyệt for kiểm tra chạy từ đầu đến cuối sách thằng nào mà bằng thằng nhỏ thứ hai thì chúng ta in vị trí ra tương tự với thằng lớn in ra đó thì bạn nào mà chưa hiểu thì đoạn nào chúng ta cứ tích vào từng đoạn một để chúng ta đi bước nhá còn mình nghĩ là mình đã giải thích khá là chi tiết rồi chắc là các bạn cũng dễ hiểu rồi đúng không hy vọng là các bạn đã làm được bài này và các bạn có cách nào khác thì các bạn hãy post dưới phần bài giải để chúng ta cùng tham khảo nhá chúc các bạn thành công